Dạ, xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em Phương lên lô này là toàn bộ lô cần thiết nghe, tại em đang thanh lý giá kho nên là giờ chỉ còn cần thiết thôi. Carbon thì cũng chỉ còn mấy cây ISO hạ tay thôi, nên cũng chả không còn nhiều ha. Mấy cây ISO hạ tay em Phương còn có tầm chục cây, nếu mà tầm từ 3 m tới 4 m rưỡi. Có anh nào muốn lấy về mình hạ lại mình bán không? Giá 250 thôi mọi người, 250 một cây nếu mà lấy nguyên lô ha, 250 một cây. Em còn tầm chục cây nha, hình như 4 m 4 có đâu ba cây thì phải, rồi ở 4 m 5, từ 4 m tới 4 m 5 như có được 3 4 cây gì đó, 3 m 9 được 1 2 cây gì đó, 3 m 6 rồi 3 m 6 đổ lui, nói chung là vậy đó. Giá 250 một cây về cho anh nào xưa lại bán ha, đa số là khuyên nó bẻ hết à. Nói chung là cũng còn khuyên, có cây còn khuyên, mình về mình hạ tay, anh nào biết sửa chữa thì lại ngon. Tại vì cần phíp á, bình thường mình mua cũng đã 100 mấy rồi, mình về mình sửa nữa, có những nơi sửa xong bán cho mình 250 rồi, nó cũng bằng một cây carbon, mà chất lượng phíp thì đôi khi nó cũng sẽ không bằng carbon nha mọi người. Rồi em lên cây đầu tiên đi, có một cây nè, cần carbon 5 m 4 ạ, đọt là 0,8, nặng 160 g. Tại em phun chai hết rồi. Đây đây, gốc 16, giá cái này 850 nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đây nè, không chiếu được nắng ha, nắng không chiếu được cây cần vậy. Trời hôm nay khá là nắng đó, carbon này nói chung nó sẽ có xước sát nha, có xước sát. Đòn này là đọt mảnh nha mọi người, đòn này đọt mảnh, cái này chắc tầm tầm hay hay hắt hay đất rưỡi gì đó thôi ha. Rồi nóng trong nè, rất là đẹp. Cây này còn rất là đẹp luôn. Giá 850 nha mọi người. Ai lấy cái này thì em bớt lọc cho mọi người một chút ha. Tại vì cần tây bây giờ rất là hiếm luôn á. Thật sự giá nó khá là cao. Gần năm thì người ta. Cần tây đợt này khó quá. Rồi tiếp theo em có một cây luôn. 3 khúc 2 m 7, nặng 350 g, đọt 3,3, gốc 11, giá 200. Đó. Cây luôn 3 khúc như thế này, lõi sứ trắng nha mọi người, cái này là khoen lõi sứ trắng, khoen thường, khoen thường lõi sứ trắng 3 khúc như thế này. Rồi cây này mã số 2, giá 200. Tiếp theo em có một cây số 3, mà là một cây carbon. Carbon này à, còn đúng một cây duy một cây. Cây này thì nó hơi bạc màu chút, khoen này là khoen Fuji nha mọi người, khoen này là khoen Fuji, tại vì em thấy trên cái chỗ này nè nó có chữ Fuji nè. Rồi đây, rồi thanh lý nốt cây này 250 cho mọi người nghe ha. Một cây hạn nhãn này đây, em thấy lạ quá. Rồi lần đầu tiên em gặp ha. Rồi cây này giá 250 cho mọi người, 250 một cây duy nhất nha mọi người, bát vặn mấy đấng, bát vặn mấy đấng. Tiếp theo em Phương có hôm qua cây này 4 m 5 nha, nặng 110 g, đọt 0,6, gốc 10, mã số 4, giá 400. Giá 400 nói chung là có trầy xước như thế này ha. Đó, cây này có chày xước nha, đó, mọi người thấy không? Nó có chày xước nè. Cây này em sẽ bao ship cho mọi người ha, một cây carbon lóng ngắn nha mọi người, đọt tầm 2 h rưỡi, 2 h 2 h rưỡi thôi. Rồi 2 h 2 h rưỡi thôi. Rồi 2 h 2 h rưỡi cho cây này thôi nha. Rồi có chày xước, rồi cây này em sẽ bao ship cho mọi người, còn lại em sẽ không bao ship nha. Rồi tiếp theo em có một cây mã số 5, là cây 1 m 8, nặng 100 g, đọt là 1,8, gốc 14, mã số 5, giá 300. Cây này là khách lấy rồi nè, nhưng mà từ mình giao tới Vũng Tàu mà người ta liên lạc hoài với khách không được á, shipper báo là liên lạc hoài với khách không được nên họ hoàn hàng bớt của em, họ cũng trả, họ gọi lại cho em để em gọi cho khách thử nữa. Nói chung ảnh thì cũng có dục. Cây này cây carbon nha, cây 1 m 8 thôi, khoen loại số trắng. À, này cái phôi carbon của nó nè, mọi người nhìn thấy rõ không? Này nắng nó hơi chiếu á mọi người, buổi chiều ở nhà em nắng quá. Rồi đó là cây mã số 5. Tiếp theo cây mã số 6, em có một cây 3 khúc, khoen sắt bình thường như thế này thôi, nó hơi có rỉ rỉ nha mọi người. Rồi cây 2 m 7, 2 m 7 nặng 220 g, đọc là 2,4, gốc 16, mã số 7, giá 150 nha. Giá 150 đó, cây này giá 150, cần như thế này, ngoại hình thì khá là ổn. Rồi tiếp theo em có cây mã số 8, một cây 2 khúc, khoen lõi
xứ nhựa nghe, khoen lõi xứ nhựa. Cái này người ta đổ lại cho chắc á mọi người. Người ta quấn hơi sống ha. Cái này mình có thể mình về mình quấn lại giùm em ha. Còn trên này đẹp nè. Đó. Nên là em để cho mọi người cân 2m1, nặng 280 g. Hàng Olympic nha. Đọc 3,4 góc 17, mã số 8 giá 150 luôn ạ. Mã số 8 giá 150. Rồi, tiếp theo em có một cây mã số 9. Cây này chắc chắn sẽ rất là nhiều anh thích cho mà xem. Đó. Cái dầm cần đâm vô tay mà giờ tìm không ra nè. Ây chà. Cây này tầm 7m, hơn 7m nha mọi người. Nặng 850 g, đọt là 1,7 gốc 35, gốc tay cầm là 35, nặng là 850 g nha mọi người. Để tránh trường hợp mọi người mua về á, em đã thông báo cái gốc tay cầm này và cái độ cân nặng rồi nha mọi người. Nên mọi người nghe kỹ giúp em. Ví dụ như mọi người đã hỏi rồi á mà mọi người về mọi người lại chê nặng chê rồi hoàn hàng của em thì rất là tội em. Hôm nay có một cái đơn của anh gì đó đã chuyển về 3 cây rồi đó. Lúc em đã quay video rõ ràng, anh hỏi cân nặng bao nhiêu em cũng đã nói cái cân nặng rồi. Vậy mà về chê nặng không lấy hoàn hàng của em. Ship đi ship về hết 70 mấy ngàn tiền ship. Thật sự là rất là tội em luôn á. Nên là mọi người thông cảm. Cái này thì hai loại khoen. Này hai loại khoen nè. Cái này là ba loại khoen luôn á. Về mọi người hạ tay giúp em, cái này thì cũng còn khá là mới nè. Bóng lắm, có trời xước nhưng mà vẫn còn bóng lắm. Cái này mình vẫn câu máy được nha mọi người. Rồi giá cái này 230 ngàn thôi. 230 ngàn vì nó ba loại khoen. Tiếp theo em có một cây mã số 10 là cây 4m8, nặng 400 g, đọt 1,7 gốc 25, giá 150. Cây này là thuộc hãng Daiwa. Đây, cây này cũng hai loại khoen nhưng mà vẫn câu máy được. Lóng trong đây, còn khá là đẹp, rất là bóng. Đó, ngoại hình như thế này, đó cây mã số 10. Tiếp theo em có cần tay mã số 11 là cây 5m1. Rồi xin lỗi mọi người, em tiếp theo em có một cây cần tay này. Cái này em đo được tầm 5m2 nha mọi người, tầm 5m2. Nặng 400 g, đọt là 0,7 gốc 24. Mã số 11 giá 150 cần tay. Cần này được đóng khoen chống nổ hết rồi nha. Nhưng mà đọt hơi nhỏ, mình có thể về mình hạ thêm tầm 10 phân nữa sẽ đọt bự nha mọi người. Đây. Rồi. Đó là cây mã số 11. Tiếp theo cây mã số 12. Em có một cây 2m7, nặng 130 g, đọt 0,7 gốc 14, mã số 12 của hàng Korea May Mia nè. Giá của nó là 130 đây. Thôi giá 130 ngàn cho mọi người ha. Cây này đẹp lắm, còn khoen có thể câu máy. Mình thích câu sông, câu suối nhỏ nhỏ thì mình thích mấy cái đó ha. Chứ còn câu hồ thì có vẻ như là nếu mà cá bự thì em nghĩ là không được á. Tiếp theo một cây bass thường. Subliner DX 3m6, nặng 320 g, đọt của nó 2,5 góc 24, mã số 13 giá 150. Đây, nó như thế này. Rồi. Khoen này là khoen loại sứ xám nha mọi người, vẫn có thể câu máy được rồi. Cần này cây khá là mới luôn. Giá của nó chỉ có 150 thôi mọi người ạ. Tiếp theo em có một cây mã số 14 là một cây phíp đỏ Super Power. Đó, thông số của nó đây. 15, 3m, 300 g, đọt là 2,3 góc 20, mã số 14 giá 150. Cây này thuộc hãng Daiwa, phíp đỏ, khoen còn y nguyên nha mọi người. Khoen này là khoen bự nha, dòng khoen bự. Đó. Lắp trong nè, còn khá là mới, nói chung hàng bãi sẽ có chày xước nha. Rồi tiếp theo em có mã số 15, em có 3 cây mã số 15. Hàng Olympic đều là 2m7, khoen mình có thể câu máy được. Rồi 2m7 nặng 130 g, đọt là 0,5 góc 15. Mã số 15 giá 140. Rồi 140 một cây, ai mà lấy hết 3 cây á thì em sẽ để cho mọi người giá rẻ hơn nha. À em xin lỗi, một cây 2m1, một cây 2m7, hai cây 2m7 và một cây 2m1, mình tách lẻ cũng được. Còn lấy luôn 3 cây thì giá của nó chỉ có 300. Em sẽ để cho mọi người 330 ngàn nếu mà lấy 3 cây nha. Còn lại 1 cây thì nó sẽ là 140. Rồi tiếp theo mã số 16, 4m, nặng 130 g này. Đọt là 1,8, góc 18, giá 140. Cái này khá là đẹp. Bát này là bát Pussy FS6. Khoen này là khoen lai. Khoen lai nha mọi người, đó. Khoen lai. Khoen lai. Rồi, còn đẹp, có chày xước chỗ này một chút xíu. Rồi.
Đọt đây cũng khá là bự. Rồi, cây này giá 140. Mã số 16 tiếp theo em có một cái phíp đỏ. Mã số 17 thuộc hãng Daiwa 06 2m4. Thông số đây. Tem 2m4 này nặng 120g, đọt 1,1 góc 11, mã số 17 giá 120.000. Rồi. Cây này thì mất đầu bu rồi nha. Nên giá 120.000, phíp đỏ nè mọi người. Rồi. Tiếp theo em có hai cây, mã số 18 2m7 nặng 170g, đọt là 1,8 góc 17, mã số 18 giá 130. Hai cây đều là 2m7 như nhau hết thôi. Cán là cam mút xốp nè. Rồi, khoen nó hơi rỉ một chút nhưng mà trong cái loại sứ này thì nó không vấn đề gì hết nha mọi người. Rồi, cây này 2m7 giúp em. 2m7 giúp em mà. Cây này mã số 18 giá 130. Tiếp theo em có một cây mã số 19. 19 này là một cây 2m7 luôn, nặng 170g, đọt 2,1 góc 15, giá 130 luôn. Cây này của China nha mọi người. Cây này của China nha, cán mút xốp như thế này. Khoen thì hơi rỉ một chút. Chút nhưng mà trong loại sứ thì nó không sao ha, cũng còn khá là mới đẹp luôn. Mọi người lấy mấy cái dòng hai cái mã này thì em sẽ lấy rẻ cho mọi người bớt chút xíu nữa ha. Rồi, tiếp theo em Phương có một cây mã số 20. 3m3 nặng 220g, đọt 2,6 góc 24, giá 150. Cây này còn khoen mình câu máy được nha. Đó, màu đỏ như này còn khá là mới. Shop DX 3m3 của Cora. Cora, tiếp theo là cây mã số 21. Em có một cây mã 1m8, mã độ cứng 1 của Siyumi nha mọi người. Nặng 100g, đọt là 1,1 ly góc 12. Cây mã số 21 này giá của nó là 120.000. Khoen này là khoen còn y nguyên, mình có thể câu máy được nha. Rồi, tiếp theo em có cây mã số 22. Đây, còn câu máy được nha, nhưng mà nó là lai khoen rồi. Nó lai khoen rồi nha mọi người. Lai khoen. ISO khoen bự 3m, nặng 180g, đọt 2,5 góc 19, mã số 22 giá 130.000 giúp em ạ. 130.000. Tiếp theo em có một cây ISO hạ tay mã số 23, 5m2, nặng 320g, đọt 0,7 góc 24. Giá của nó 150 nha mọi người. ISO hạ tay, dòng ISO hạ tay này em còn rất là nhiều, em còn tầm 100 cây nữa mọi người. Tầm 100 cây ISO hạ tay này nè. Mọi người muốn những cây dài mét như thế nào mọi người inbox cho em sẽ tìm cho mọi người xem, quay cho mọi người xem nha. Chứ đợi em Phương lên video rất là lâu. Rồi, em Phương có hai cây Pro Marine này nè. Cây 3m6 nha. Nặng 180g, đọt 1,7 góc 18, giá 24. Mọi người biết vì sao không? Cái cây này nó dúng carbon lắm. Cái hãng carbon của Trung Quốc mọi người. Nè, một là carbon, còn hai là carbon pha phíp. Đây nè. Em nghĩ cái dòng này là carbon nhiều đó. Nhưng mà thôi, vẫn để cho mọi người giá 180.000 một cây nha mọi người. Cây này thì em không bớt nha. Dúng lắm luôn. Cái hàng đó, cái đọt, tới cái đọt của nó cũng không phải là đọt. Đọt phíp nó mềm lắm. Nó không có cái độ búng như là cái cần này đâu. Nói chung là cái này em nghĩ là có pha một chút carbon trong đó. Đó, nói chung là như vậy. Rồi, tiếp theo em có một cái cuối cùng, cái mã số 25. 3m6 nặng 310g, đọt là 2,4 góc 21, giá 140. Rồi, nó có dày xước như thế này. Rồi, về hạ tay giúp em cây này nha mọi người. Về hạ tay giúp em. Mọi người ăn cây nào thì cứ vui lòng inbox qua Zalo 0931 272 712 giúp em ạ. Nếu như mọi người lấy một cặp, ví dụ như là một cặp nha, một cây 4m và một cây dưới 3m6, thì em Phương vẫn sẽ để cho mọi người với giá là 250.000 một cây đối với loại không còn khoen. Nếu như còn khoen thì em Phương sẽ để cho mọi người giá 270.000 một cây đối với một cặp, đối với những cái cặp mà còn khoen có thể câu máy được nha. Nên mọi người cứ mạnh dạn inbox cho em Phương để lựa chọn ha. Và em Phương cũng nói luôn, em Phương có một cái dàn câu tôm này nè, nó tầm mười mấy cây thôi ha. Hết rồi, bữa còn 50 cây mà bán lai cũng hết rồi. Đó, đó. Đó, câu tôm như thế này. Em Phương sẽ để với mọi người với giá là 85.000 một cây đối với giá lẻ, và em Phương bán theo cặp. Một cặp sẽ là 170.000 và phí ship sẽ là 30.000, là một cặp 200.000 bao ship. Còn như là cái mọi người lấy lẻ về bán hay là về chơi nhiều á, em Phương tách lẻ từ 10 cây thì inbox em Phương lấy giá sỉ cho mọi người nha. Giá sỉ rẻ lắm, rẻ hơn mấy chục ngàn luôn. Mọi người ân cây nào thì cứ inbox qua Zalo 0931 272 712 giúp em ạ. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Em Phương còn một cái lô cần tay như thế này nè. Đó, mới lột trong đóng ra. Còn tầm 30 cây hả? 30-40 cây gì đó mọi người ơi. Mọi người có lấy thì inbox em Phương bỏ giá sỉ cho mọi người nha. Giá rất là lẻ luôn.
tầm 3,6 m trở lên nhiều nha mọi người. Nó có khoảng 5-6 cây bị lỗi đít thì em sẽ tặng luôn mọi người về mọi người sửa nha. Rồi em Phương, nếu mà mua hết lô đó em Phương bỏ cho mọi người giá 95.000 một cây ha. 95.000 một cây hết lô. Tại vì cần tay trước giờ em Phương toàn bỏ 101, 115.000 không có mọi người. Đa số là 115. Nên là mọi người ai lấy thì em Phương tranh thủ bớt được 20.000 luôn á. Rồi inbox cho em Phương ha. Em Phương yên tâm mọi người, ai lấy sỉ của em Phương rồi thì rất là biết biết em Phương á. Em Phương bán đúng giá, nhưng tặng thì em Phương vẫn sẽ tặng nha. Cảm ơn mọi người ạ. Chúc mọi người ngày tốt lành.